Lên kiểm camera, xin chào tất cả các anh em. Thì như anh em nhìn thấy, đây là một số các loại filter phi khác nhau, OEA và BV kép. Thì hôm nay Lên kiểm camera xin chia sẻ với anh em là một số anh em vẫn còn lối suy nghĩ hơi lệch lạc về UV. Thì như các anh em là mua một cái lens đắt tiền nhưng mà chỉ dùng cái UV nó rẻ tiền thôi, hoặc là những cái lens vừa vừa tiền nhưng mà cũng chỉ dùng cái UV vừa rẻ tiền. Thì UV rẻ tiền đây là gì? UV rẻ tiền ở đây chính là những UV 50.000, 30.000, 70.000 đó. Thì những chiếc UV đó có những ở nơi họ sẽ bán lên đến 100.000. Và tác hại của nó làm sao mà mình bảo là mọi người, có một số bạn đang đi suy nghĩ sai lệch. Thì là khi mà chất lượng ở trên kính được tráng phủ thì sẽ phải đầu tư hẳn một hệ thống dàn máy móc và thiết bị, rồi là các dung dịch để phủ tráng những cái quát tinh trên đó. Thì những cái thành phẩm ở trên đấy nó kết hợp lại thì không thể nào mà ra một cái UV 100.000 đổ lại được đó. Còn những cái UV 100.000 thì nó là ở trong kính đó, nó chỉ là những cái kính thường. Và các bạn, như các bạn biết, kính thường thì không bao giờ bằng kính máy ảnh được đó. Nó không được phủ quát tinh các lớp hồng hay là xanh hay là đỏ đó, thì là nó sẽ làm giảm chất lượng ảnh. Khi các bạn để ý nhé, lắp cái UV đó trên ống kính chúng ta chụp hàng ngày thì bình thấy bình thường, nhưng khi chúng ta bỏ cái UV đấy ra, chúng ta chụp và so sánh lại ảnh thì đảm bảo cái chất lượng ảnh nó sẽ trong hơn khi mà bỏ UV ra. Các bạn không tin thì hãy cứ làm thử cho mình xem. Mai trời nắng, bỏ ra chụp, cho filter vào và bỏ filter ra thì xem có khác nhau không. Đó là cái ảnh hưởng xấu của cái dòng filter rẻ tiền. Vẫn còn đang rất còn nhiều bạn đang sử dụng. Thì hôm nay đây, mình tư vấn cho anh em là anh em mua filter gì cho những chiếc ống kính của mình. Thì ở trên thị trường có rất nhiều hãng filter, như là đầu tiên phải nói đến là BVK là đỉnh nhất bây giờ, hiện tại bây giờ trong dòng UV. Xong rồi có những hãng tầm trung như là Hoya và Marumi, hai hãng khá là tên tuổi trên thị trường Việt Nam, rất là lâu năm thống trị ở thị trường Việt Nam rồi đó. Thì ở trên đây mình có BVK, Nano, và đây là filter Hoya. Như dòng BVK này thì mọi người biết là nó là dòng đẳng cấp, nó là dòng đắt tiền, nên là không phải ai cũng có thể bỏ ra được hơn 1 triệu và 2 triệu để mua chiếc UV này lắp cho ống kính của mình. Có những chiếc ống kính nó chỉ 1 triệu, hơn 1 triệu, 2 triệu thì chúng ta không thể bỏ một số tiền gấp đôi để mua như được. Nó rất là phải suy nghĩ về kinh tế. Thì ở đây, bên này, đó là những chiếc UV Hoya mà được rất nhiều anh em đánh giá về chất lượng qua bao nhiêu năm rồi. Thì mình cũng dùng thực tế, mình cũng biết được một số anh em cũng review lại cho mình. Đó, thì chiếc UV Hoya này nó có tác dụng rất nhiều so với những chiếc UV kia, và giá thành nó sẽ cao hơn, nhưng để đảm bảo được một chiếc bức ảnh đẹp mà không bị sai màu hoặc là mù phủ thì anh em nên đầu tư cái này. Ở đây thì có những cái phi như là 72, 77, 67 và 58, thì mình làm demo thôi. Đó, những chiếc UV Hoya này thì với giá thành khoảng 350 đến 450 là anh em có thể sở hữu rồi. Thì anh em đầu tư nen cũng lên cố gắng một chút để đầu tư cho mình UV và một chiếc tủ chống ẩm. Đó là hai cái tiêu chí hàng đầu để anh em bảo quản kính và bảo quản máy ảnh. Thì đây mình nói về filter
Pro này đắt trước đi, BW filter BW Nalo này thì được tráng phủ lụa Lalo. Lalo tức là chám lớp tráng phủ để chống bám bụi và dễ làm sạch. Tức là mặt Nalo thì nó rất là mịn nhẵn, nó trơn. Đó. Được làm với kính thủy tinh tôi ở chất lượng cao. Kính lọc phủ tráng nhiều lớp MRC. MRC tức là quatting. Nó quatting như kiểu máy ảnh đấy ạ. Như kiểu trong ống kính ạ. Đó. Hấp thụ tia UV. Hấp thụ tia UV là như nào? Thì tia UV là nó một bước sóng ngắn, ngắn hơn so với ánh sáng. Thì khi mà hấp thụ được tia UV dung hòa nó thì chúng ta sẽ giúp ảnh chúng ta đỡ bị viền tím. Đó. Đó là những công năng của chiếc BW Nalo này. Rất là tuyệt vời phải không ạ? BW kép này thì được sản xuất ở Đức ạ, toàn Jacmeli ạ. Đó thì chiếc UV BW kép này có giá từ 1.050.000 đến 1.850.000, đó là đối với dòng UV BW kép Lalo tùy theo phi. Còn đâu những dòng LD và dòng CBL, rất là nhiều dòng đấy là chúng ta chụp hiệu ứng các phơi hay là ngược sáng. Đó. Đây chuyển sang dòng filter Hoya. Thì công năng của filter Hoya này nó là gì? Nó có một lớp trắng phủ anti tích, chống tích điện. Đó. Chủ yếu để làm gì? Chống bụi bẩn và chống chảy xước. Đấy. Và chống thấm nước và nước rơi trên ống kính. Đó. Và hạn chế vân tay khi chúng ta sờ lên. Đó cũng là một hệ thấu kính có kính quang học cao. Thì nó không thể so sánh BW được, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái khâu không xước kính, không bụi bẩn vào bề mặt kính trước. Kính rất là quan trọng. Anh em chỉ cần để xước một tí thôi thì nó cũng ảnh hưởng đến ảnh, nên vệt ảnh ngay. Đó thì nó có công năng là giúp chúng ta chụp ảnh mà không bị giảm chất lượng ảnh. Đó. Không, Hoya này thì không khử được viền tím. Vì giá thành nó cũng tầm trung. Anh em mà muốn khử viền tím hay là công năng cao hơn thì hãy lên với BW. Với những chiếc filter từ 58 này lên, nó có giá khoảng 350, cũng khá là hợp lý, không đắt so với một bộ máy ảnh. Nên anh em hãy lựa chọn kỹ. Một là chúng ta cẩn thận không dùng filter thì cũng được. Hai là chúng ta dùng filter là tốt nhất. Tôi nghĩ là nên dùng filter và đầu tư từ 300 đến 450 thì không phải là nhiều. Để làm sao khi mà anh em có lâng đời đổi các nên đời cao hơn thì chiếc lens ống kính của anh em cũng không bị mất giá trị nhiều do xước và bẩn đầu mặt ống kính đấy. Bẩn nhiều khi chúng ta lau nó sẽ bị bong mất qua tinh, tay chúng ta rất là bẩn, rất là nhiều mỡ cầm vào các thứ. Đấy thì anh em nên chọn Hoya tầm trung chúng ta dùng, còn đẳng cấp hơn và những chiếc lens đắt tiền thì chúng ta sẽ dùng BW. Có anh em nào mà dùng 18 năm mà chơi BW thì vẫn ok luôn, cực kỳ ok, quá ok. Ok, như vậy là anh em mới chơi thì chúng ta hãy đầu tư luôn cho mình những chiếc filter tốt một chút, chất lượng một chút thì chúng ta ảnh sẽ ra chất lượng và không bị mù, bị phủ xương. Ok. Hôm nay Lê Kiểm chia sẻ với anh em ở đây. Thì anh em muốn mình chia sẻ thêm gì thì hãy alo cho mình 0989185696 hoặc là để lại comment. Đó, mình sẽ tư vấn mọi người. Ok, xin chào tất cả anh em nhé.